chào các bạn và các em, rất vui được gặp lại các bạn và các em trong chương trình Thiếu nhi Nghệ An tuần này. Các em thân mến, vừa qua, Nhà văn hóa Thiếu nhi Việt Đức đã tổ chức hội thi Tiếng hát chim sơn ca cho các em thiếu nhi tham gia hoạt động tại Nhà văn hóa Thiếu nhi Việt Đức và các em thiếu nhi trong toàn thành phố Vinh. Đã có 154 em đăng ký tham gia và qua 3 vòng thi, 17 gương mặt xuất sắc nhất đã bước vào vòng chung kết. Và các thí sinh, mỗi người một sở trường, một thế mạnh đã thể hiện rất thành công tiết mục của mình. Chương trình hôm nay, chị Thanh Long xin mời các bạn và các em, chúng ta sẽ cùng đến với những tiết mục đã đạt giải cao trong cuộc thi Tiếng hát chim sơn ca. Con ngựa o ngựa o ngựa o
mốt vang tưng bừng. Ngoài những buổi họp ra, sớm chiều em phụ mẹ cha, trăng ra cho chuyện động mỗi khi em làm việc nhà vừa xong. Nay biết ta chuyên cần học chăm mai luôn vâng lời, mai mốt em nên người luôn chung sức xây cuộc đời. Chiều nhà rơi ngoài đê, ôn bài giữa đồng mãi mê, tia nắng ra trên đồng khói rơm thơm nồng đường làng chiều quê. Tiếng kêu dài
gập ghềnh kiếp đoạn trường, tất ta tất tươi bước y phong sương, ngại ngần ni cái chi chi nợ nần ni. Thời nước tiếc con trăng vẫn tròn em vẫn son đi à, ôi à, 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 xoay vần con quay quay tình có em say giấc mà say tình say người em thương say người em yêu đêm phơi non. Sống
đan gảy cục thương sâu, thuyền neo về bến đầu. Vì đó đưa em ở trại ở vị phương cày, mặn lờ môi ở vị phương vai, dệt đưa đôi vì cho xa xôi ta xích ngờ lại. Cho xa gần ta xích ở lại. Bao đời nay rồi mãi mãi, vì cứ thì ân tình như dòng sữa mát ở lanh. Vì dăm lắng sâu mộc mạc mà chân thanh, vì dăm lung linh tâm hồn người xứ nghề.
thân mến, các thí sinh tham gia cuộc thi tiếng hát chim dân ca năm nay đã thể hiện mình rất tốt trong cả giọng ca cũng như trong phần biểu diễn của mình. Và hy vọng rằng các dân ca của chúng ta sẽ đạt được nhiều kết quả cao trong học tập cũng như trong niềm đam mê ca hát của mình. Còn bây giờ, thời gian của chương trình đã hết. Cảm ơn các bạn và các em đã quan tâm theo dõi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong các chương trình sau.